Chuyện xong ở nhà không lát ông về. Rồi nói vậy thôi. Buồn quá, giờ cho con chó. Cho con chó nào? Chó đó. Con bự nữa hả? Dạ, tới giờ sao không giờ? Con trai. Giờ ta chở vô chở nuôi động vật á, động vật á rồi. Ừ. Rồi. Trời ơi, cho đó mà người ta không sinh á, không có người lại sinh á, nó xử tử. Không, con chó này nó nhỏ, nhiều người sinh nó nhỏ, nó còn nhỏ đó. Không biết. Bây giờ chịu không nổi, tôi buồn quá, nhưng mà khóc quá rồi cũng phải chịu thôi, chứ bây giờ không bây giờ thì mai mốt cũng phải cho. Nó lớn chút xíu thì đỡ hơn rồi. Nó lớn rồi cứ nó ôm người ta vậy rồi hỏi rồi rủi ta là mấy người Mỹ đen mình sợ, mình sẽ nghĩ xấu người ta, nhưng mà mấy người mình nó hôm lét hay này kia nọ đó rồi rủi. Phải nó ôm người ta làm tụi kia đúng là nhiều khi nó làm khó thầy đó. Thì đó thì vậy đó mình nó sợ. Nó làm dạ đó, ừ. Kiểu vậy đó. Mà không nghĩ ra là nó ôm rồi. Nghĩ tôi khóc quá, tôi đau ở đầu quá, thôi giờ không nghĩ nữa. Ừ. Kêu Phật tử, đúng không? Mà nó hồi đó ai cho thầy vậy? Hồi đó Nguyên Quang rồi này muốn nuôi, mà tưởng đâu là nó là con chó hiền giống như Việt Nam nhỏ vậy đó. Nhỏ ai giờ nó ai cũng nói nó là gì bu bu á. Không phải bu mặt sệ rồi. Còn cái chích bu gì? Còn con này nó giống bẹt rê, nó bự con lắm. Nó lai không? Nó bự con lắm. Rồi bây giờ nó nữa, nó còn bự nữa. Tính nó ăn hơn tôi đó ông ơi. Tại cái giống nó vậy mà này. Giống nó vậy. Tôi khóc nhìn nó đau ở đầu tôi. Tối tôi khóc mấy lần tôi nghĩ suy nghĩ nát nước hết trơn rồi. Mấy đứa nhỏ nó phân tích nó nói cũng phải. Nó thà thầy đau một lần chứ rồi rủi có chuyện gì á. Mình bây giờ mình thương nó đi, mình đem mình cho nó. Ta chích thuốc ngừa cho nó, ta làm giấy khai sinh cho nó. Ai ta thương ta lại ta bỏ 200-300 đồng cũng được, vừa nó bán á. Ta nuôi ta cũng giống như nó lấy cái tiền đó nó nuôi con khác rồi. Nhưng mà nó được cái có giấy tờ, nó có chích ngừa đồ. 2 tháng mà không ai sinh là nó tử rồi, nó xử rồi. Không, con này thì tụi nó bảo đảo là có người sinh. Tại vì mấy người rồi, mấy người Mỹ trắng họ thích cái họ chó này lắm. Trời ơi nó trồm. Còn tát nó bột tay ngày hôm sau phải xách mì tới xin lỗi nó đó. Trời ơi trời mưa đó. Mình đi tới nó mừng thôi, không thấy tội nghiệp, bây giờ nghĩ là thấy xong mình thấy tội nghiệp, quánh nó kỳ cục vậy. Nó ở trong chuồng nó ra cái nó trộn ở ngoài dũng nước ở trước á, dũng á. Nó dễ nhảy trong cái sình gì này rồi cái nó trộn lên mình nó rồi tức mình quá, cái biểu mình đi ra quánh cái bóp vô cái mặt. Đó đứa nó nhằn quá thôi, tụi nó nói mình nó phân tích nghe cũng phải. Chứ bây giờ Phật tử họ nói cái gì đúng mình phải nghe. Trung có nói thầy bây giờ con nó thật thầy không? Thầy nào thầy cho nó bây giờ á, nó còn con nít nó không biết gì, nó gặp chủ mới á, nó cũng quyến luyến vậy đó. Nó dễ thích nghi hơn. Thôi tôi chịu suy nghĩ nói, tôi nằm tôi suy nghĩ hoài thôi thì nó cũng trúng. Chứ phải chi mà lợi ích gì không? Còn bây giờ rủi mình nó có chuyện gì thì mình cũng không có giấy tờ để mà mình đi. Nó cũng khổ vậy đó, mình không có khai sinh cho nó. Thật ra thì thầy khai sinh là chuyện nhỏ, mà vấn đề là thầy phải đem đi chích ngừa thì có giấy nó mới đi chích ngừa rồi kia nọ. Mà giờ mình đâu có mình tiếng Anh theo hồi đó nó cắn người ta một cái, bây giờ thì nó tròn thôi đó thì vậy đó. Cái loại này nó cắn nó không nhả gì đó, không biết phải không? Không phải, cái này chưa phải cái loại đó cái mặt xề xuống nè, lúc đó mới dữ á. Thầy biết không, cái này mà nó trộm vô người ta, nó gặp cái người yêu tim người ta té đường ngoài. Cái này tôi tắm rửa, tôi lo cho nó cái đồng nó đồ xong hết trơn rồi. Họ cũng đang lại thôi, giờ quyết định thì đừng có suy nghĩ gì nữa. Rồi suy nghĩ nữa cứ nay vậy mai khác hoài à, thôi giờ đau một lần đi. Giờ từ đây sẽ không nuôi chó, nuôi mèo, nuôi gì nữa trên. Lỡ con CC á, giờ CC thì không ai nuôi rồi đó, bị nó sắp sửa rồi. Nó sắp sửa chầu Diêm Đình rồi. Thành ra mình đáng nuôi cho nó giỏi chừng tháng 2 tháng nữa thôi. buồn lắm. Bởi vì cho nên thôi đừng có nuôi sao thiệt. Bây giờ mới thấy là Phật thấm thế, Phật không có chịu nuôi. Mình thì cũng đúng ra cãi Phật. Thì bây giờ vậy đó, cãi thì cái tại sao Đức Phật nói gì ra mình ha, mình cãi là mình đau khổ, thấy không? Thôi không nuôi gì nữa. Ăn cái Phật tím đi, ăn Phật tím ngon. Cái này cũng ngon hơn. Nhưng mà cái này nó hôm nay nó chưa được ngon là biết sao? Nó chưa có cũ, nó mới đào lên nè. Để cho nó cũ nó mới ngon. Nó cũ cái nó thành cái này là dai, cái là khô. Nó khô. Ngày nay mắc cái gì mà nó cũng mắc ngạn. Bao tử nó bị cái gì nó ngạn. Cái thứ hai là đi bác sĩ coi. Dán tôi đâu giảng nổi đâu. Dán là 4 giờ dậy làm. Hôm qua làm không kịp. Tối sáng dậy làm thao bì xong rồi dẹp rồi. Mình cái thấy là thì thôi thiệt. Mình bởi vì nuôi chi cho khổ thực giờ cho tôi chịu. Sao thì không phải là tiếc mà thương. Thấy coi tội cũng tội chứ. Nhưng mà mình thấy nó cũng may là Trung nó phân tích cũng phải nói thầy à, nó cũng còn cái phước của nó đã sang đến đất Mỹ. Trên đất Mỹ cho nên có người ta nuôi chứ là không ăn thịt. Từ ra ví dụ cái con già nó mới thuốc thôi. Mình nghĩ gì cũng nó cũng đúng, có phước là chứ gặp ở Việt Nam mà 30 giây à. Tơ quá mà nó lộn liền. Nên cái phước là sang đất Mỹ. Rồi nó thầy bỏ đi. Thầy đau một lần. Người ta em đi trượt chỗ thú y đó, nó chích thuốc, nó làm giấy tờ. Ai thích ta lại mặc cái mấy chó này là con người Mỹ ta thích lắm, còn đi trắng đó nha. Còn thích ta dẫn nó đi chơi, giữ nhà cho anh ta đó. Thôi cũng phải. Bây giờ khi nghĩ tôi khóc mà thương vậy nè. Thương vậy nè, chứ không phải mình thương cái gì. Cha mẹ mình sao mình bỏ đi được hay không? Bạn chó mình thương mình khóc vậy. Mình thương thôi tại vì nó cũng từng là con người. Nhưng mà vì nó vô minh, nó si mê đần độn cho nên nó mới vô cái kiếp của nó, cái nghiệp của nó dẫn nó đi vào con đường súc sanh. Rồi đi vào con đường súc sanh này không biết chừng nào mà nó hết cái tội được làm người. Mình nghĩ là thương vậy thôi. Con người nhiều khi mình nói còn không nghe, chú thấy không, giữa con người với con người mà có cái lý trí đây mà nói còn kêu bằng ngôn bất tận ý. Cái gì hồi ông Gia Cát Lượng ông viết cái thơ ông nói gì đó văn bất tận ngôn mà ngôn bất tận ý gì đó, dầu nói cũng không hết lời, không hết ý nghĩa. Thú gì đó con vật mình thương nó là thương như vậy chứ không phải cái gì mà thương quá. Cái số thọ nó cũng ngắn ngủi, cũng 10 năm, 10 mấy năm thôi. Thường nó cái kiếp súc sanh nó vậy, nó không biết gì hết, cái xương sống nó đi ngang. Rồi mình thương đó là mình thương cho mình, rồi mình thương cho con người nữa. Bây giờ có những con người dù đang sống làm con người mà cái luân thường đạo lý nó không có đó. Rồi nó hết phước của nó đầu thai làm súc sanh. Đó mình thương nhiều cái chuyện vậy chứ không phải là tôi nói cha mẹ tôi còn bỏ đi được không gì mà con chó biết không. Nhưng mà đó mình thương là thương như vậy đó. Một cái thương mình nó nhiều cái ý nghĩa. Khóc thôi. Nghĩ chị thôi giờ dứt khoát này. Một lần này. Mình nuôi nó 6 tháng nửa năm rồi. Tụi Mỹ Trang á, cái trà nóng kìa. Tụi Mỹ Trang á mà nó muốn làm tiền vậy đó. Nó lại nhảy con chó nó. Thì đó, tôi biết cái điều đó mà Mỹ Trang nó ghê lắm nó. Tụi nó phân tích tôi nghe tôi mới suy nghĩ là tụi mấy đứa đệ tử nó thương mình, nó mới nói phải nó quấy cho mình nghe. Chứ mắc mớ gì nó nói, mình nghĩ vậy chứ không phải là tôi nghe theo ai hết trơn á. Tôi cái nào phải tôi không nghe. Không cho thì cũng đúng đó thầy, hợp lý đó. Có điều là như thí dụ như bây giờ thì cho người ta nuôi đó. thì phải có cái nhà nào người ta có đạo đức chút, có ta nuôi, ta cho ăn, ta chăm sóc đàng hoàng thì ok. Còn nếu không thì đem đưa đó cho thì thôi, tùy số phận nó thôi. Cũng cái nghiệp nó đi ha. Nó vậy đó, nó vậy đó. Nghiệp nó dẫn cái đi. Nó vậy, nó dẫn vô đó rồi đó là gặp nó mà nó nghiệp tốt thì gặp người có đạo đức. Đúng rồi, đúng không đấy. Còn nếu mà nghiệp nó không tốt rồi thôi, mày ở đó già đi rồi nó lụi cho mày phát cái tử hình này luôn. Giống như bây giờ thôi, giờ cái mọi người nó có bảng số hết. Vậy thôi thầy, con người còn có bảng số đừng nói chỉ con dại khé. Có cho chữ duyên đi thôi. Bởi vì cái đạo Phật ngộ ấy, Phật có cái chữ duyên nó đọc chiêu. Tôi hy vọng là tôi nuôi nó mấy tháng nó cũng là có cái duyên với mình. Dạ, cho nên nếu kia nào đó có gặp lại á, gặp con người, làm con người, đừng có người với vật nữa. Ông nó chưa có, còn nhỏ này á, chắc cũng chưa đến đâu đâu, bởi vì nó mà ăn hiền ở lành đâu có làm gì, đâu có cắn xé ai đâu. Chỉ có cái tật là cứ gặp ai ôm vậy đó là nó kẹt tới mình. Nhất là vào đây nó mấy đứa nó đi ngang, mấy đứa nít nữa nè. Cha mẹ nó làm tiền mình cũng chết nữa. Chết rồi, cái đó chết chắc luôn. Cái đó nghiệp nó không đâu cũng thấy chứ ông rồi tới trước á. Ông tới trước là nó lụm ông trước á. Cái nhà ông đủ đền á thiệt á. Mẹ đó thì thấy thì sợ. Cái tủ Mỹ Đen nó nằm dại thôi. Ông thầy Hoàng cũng chạy xe nó bị tụi Mỹ Đen nó giật, nó sớt ông một cái mà ổng cũng lẹ chân ổng thắng kịp đó nghe. Đang chạy song với cái đường này, đường Tân Brick nè, nó chạy qua mặt ổng cái nó thắng lại. Nó đang chạy vậy mà nó thắng lại nên mình đụng nó chơi, đụng nó đâu nó lụm đó. Rồi cái ông thắng lại cái nó bỏ, nó chạy tới nữa, chạy tới khúc nó lại thắng nữa rồi ổng lại chạy tới. Trời đó, cái đó mà ông cái chân kèm thắng của ông kèm không kịp đó nghe, là ông hút đó cái rầm mà rồi đó, xong rồi đó, nó nằm dại cho ông biết. Rồi những cái răng nó cũng đưa vô tính tiền nữa. Sao thì nó sao có những con người mà nó không là con người hết. May ha, ổng cái giò ổng lẹ nó chứ không thôi là tiêu ổng rồi. Mai nhà có Đức Phật, các đức các gì gọi là xuất hiện ra để mở mang các cái đạo giáo, tôn giáo. Chứ không có, chắc không biết làm sao con người mà không là con người ha. Thì cái nhiều khi con người nó may mắn biết bao nhiêu, nó phước báo biết bao nhiêu mà không là con người. Trời ơi, nói sao giờ thôi. Mà làm như bây giờ là quỷ, cái bằng kiết ngạ quỷ, cái súng sanh nó đầu thai làm người trong giai đoạn hiện tại nhiều quá, không thấy không? Giống như chiến tranh đó, chiến tranh các nước rồi bom nguyên tử, rồi bom hạt nhân, rồi lũ lụt, rồi sóng thần, rồi tới bệnh Covid, rồi giống như chết qua chết ức, chết uổng tử á, gọi là cô hồn uổng tử. Rồi khi đầu thai á, mình đâu có hiểu được coi là mình đầu thai chui đâu, cứ thấy hả nó đi đầu thai cái chui thôi. Cái gọi là cái nghiệp á. Được đi mừng thấy bà nội lúc đó ở trong vô minh mà. Nghe trong vô minh rồi thành ra đâu có lựa chọn cái chỗ sáng suốt. Dạ. Rồi chui ra rồi gặp rồi cái thật ra. Nhưng mà cũng có may mắn được lên làm người đi. Người nhưng mà rồi cái tư tưởng, cái duyên nghiệp nó súc sanh hay là ngạ quỷ nó còn á. Nó con người, nó phải con người. Nhiều khi thấy ông chửi cha, mắng mẹ, chửi thầy, rồi đủ thứ chuyện ở trên, rồi chửi trời trách đất. Thế nên mình được làm người là may mắn, mà làm người đã may mắn rồi mà làm sao cái trí não nè. Cho nên giờ tôi chỉ sợ cái là cái trí não mình nó kém thôi ông rồi. Bây giờ nghèo giàu tôi cũng sợ con người mà nó không có sự hiểu biết á. Mà sao thường ta nói cái người đầu to óc còn cái nho cũng có nghe. Thế nên cái đầu, cái con người to, lớn mà ốc còn tới nhỏ. Có người thì cái chút bé mà cái trí não quá trời trí não. Nghĩ chuyện ngàn năm không mà cái đời. Không biết lúc đó người ta phải quay về cái gọi là anatomy đó, cái cơ thể học đó. Để phân định coi cái đầu con người ta nó được cấu tạo bởi cái gì. Rồi cái não này là nói về ý chứ còn về hình thì nó bằng nhau à. Đúng không? Tôi mới nhớ đó, ra giữa những cái danh từ Latin thế này kia nữa đó. Mới cuối cùng bên trong hệ phái Đại thừa phát triển mới đưa ra Phật Amida đó. Amita là A-di-đà đó, Amita Phù á. A-di-đà bữa nay với ông nè. Mà đâu phải với đây là với ngày với ông Huệ Viễn. Ông Huệ Viễn mà tại bên Tàu họ dựng là họ nói ông Huệ Viễn là hiện thân của Phật Di Đà. Chứ đạo Phật Di Đà là ông Phật vũ trụ, làm gì có ngày vía. Có là ông Phật gọi là Phật tiêu biểu á, chú biết không? Ví dụ Đức Thích Ca đi, mình còn nói là con người thật, lịch sử thì còn nói là ngày vía thành đạo, ngày vía này kia, mà thật sự cũng có vía gì nữa. Còn ông Phật Di Đà là ông Phật tiêu biểu, nó tiêu biểu cho vũ trụ. Giống như ông trời vậy đó, biết ông trời là ai đâu mà cứ nói ông trời thôi. Mà kêu ông trời thì hồi ông nội chú kêu bà ông trời, rồi cha chú kêu ông trời, là chú kêu trời, là con chú kêu ông trời, là cháu chú kêu trời. Đâu chứ đâu ông là trời đâu. Đâu có biết ổng là ai đâu, cứ phải ông trời thôi. Nhưng mà không có bà trời. Nhưng mà tại vì ngày nay kiếm ăn được. Ngày nay các chùa kiếm ăn sự kiếm được nhiều và kiếm khá, tức là kiếm nhiều. Kiếm nhờ cái vụ mà qua đăng đó, qua đăng bán ngọn đèn cái cũng được nhiêu rồi không? Trời ơi, chùa dễ làm ăn lắm. Hả? Dạ đúng rồi. Hôm nay là ngày kiếm ăn của một số chùa. Nhờ mà lấy cái ngày này. Ủa? Ngày là 17 tháng 11 chứ nay 17 chưa? Nay 16 hay gì nè? Nay 16 à, mai rồi. Nay là hả? Đúng rồi, Việt Nam là bữa nay rồi đó. Nhưng mà chủ nhật của nó rơi ngày chủ nhật còn dễ kiếm ăn nữa. Ngày nay là bên Việt Nam là 17 rồi đó. Chà, ngày chủ nhật thì dạy kiếm ăn dữ nữa đó. Dạ. Thứ bảy chủ nhật rồi thôi. Thành ra cái ngày dưới Di Đà cái là gọi là lễ hoa đăng. Mà cái tế hoa đăng là ngày xưa của vua chúa ta xài, là cái thời mà đời Đường á, dụ mà vua Đường Lý Trị ổng đi mở cái hội hoa đăng đó, rồi Tiết Cương mới xé thay thất thái tử. Rồi hoặc là ông Đường Lý Trị ông mới tức mình, nó máu ông chết rồi, bà Võ Tắc Thiên mới ra lệnh là tru di tam tộc dòng họ Tiết 385 mạng người đó. Thành ra mở cái hội hoa đăng là một năm ông vua ông cho mở một lần, là sau khi cái mùa màng nó làm xong rồi đó mở ra gọi dạ yến ăn mừng, rồi thời gian thì gọi dạ yến. Hoa đăng là treo đèn hoa đó. Rồi bây giờ cái Phật giáo mình bây giờ làm lễ hoa đăng là ngày vía Di Đà này hốt được nhiều tiền lắm á. Bị ngọn đèn này mua vô chừng như tôi mua ngọn đèn nhỏ 3 đồng bạc là thằng thơm mà như bán cũng được 10 đồng hết chột. Thì nó còn bán thì cho không nó cúng còn nhiều hơn chứ. Nhưng mà không có cái thầy ta tính kỹ lắm, ta sợ cái cho nó không cúng. Ta nói là lộn từ lộn trước cho chắc. Cái nào cúng nào bán chứ phải nào cho. Cứ cần ngọn đèn mua 1.000 đồng ha. Rồi cái lễ này đúng rồi. Không, bên đây đèn đồng đâu để vô cái chung nè. Cứ một tử mua ít tức 5 đồng, 10 đồng, 20. Không ai cho cơm 5 đồng đâu. Thì nói chứ ít tức cũng 10 đồng, 20. 10 đồng, 20. 10 đồng, 100 người. Thì tính ra đó, ở chùa bán nó có lời gấp bao nhiêu lần ngoài đời. Ngoài đời ông buôn bán gì đó kêu bằng đổ mồ hôi hán, dán mồ hôi trán, chứ có khi thầy tử nó mua nó trả giá lên xuống không? Thì có một đời mua trả giá từng đồng á, chùa không có trả giá nha. Ngày xưa con Hùng với thằng bạn con nó là thằng Ngọc, nó bán cá kèo, lẩu cá kèo đó. Với một thằng nữa, 3 thằng hùng nhau để mua 2 mẫu đất ở trên Củ Chi để làm cái nghĩa địa đó. Dạ. Tại cái nghề kinh doanh đó. Nhất là kinh doanh nghĩa trang đó, lời 1, lời 5, lời 7 á, mà đúng như thầy nói là không ai trả giá. Mà không lợi chùa bán dữ nữa. Người ta bán cái mộ phần, 2 thước, 5 thước, 2 thước, 3 thước thôi à. Đất mà đất mẫu thì thầy Tiến nó cả chục ngàn thước vuông, mà chia cái nền có chút xíu 2 thước, 5 thước thôi à. Mấy chục triệu. Bây giờ là lên tới mấy trăm triệu rồi. Thường xưởng quan niệm không biết ai đặt quan niệm là đi mua hòm, đi mua đất, mua huyệt không có được trả giá. Thì bởi vậy mà bây giờ người ta bán cũng khỏi ai trả giá luôn, tại vì lúc không, đó giờ trả trời ơi. Lúc đó người ta lo hiếu đạo, người ta không có cần tính tiền đâu. Không phải. Bây giờ sau khi mà ngoài Bắc họ vào Nam tới bây giờ là nhờ cái ông mà đi ông con rể người Bắc đó, mà đi hòm mà trả giá tới bây giờ là bắt đầu trong miền Nam bắt đầu trả giá rồi. Dạ. Đó là tại vì miền Nam thì đâu có miền Bắc vào, sau năm 75 là Bắc vào đó cái gia đình có ông già vợ ông chết, ông già vợ không ngoại vợ gì ông nội vợ gì, cái chuyện đó thì lớn chết rồi gia đình mới nói thôi các con đi dắt hòm nhớ đừng có trả giá nghe. Thì ông rể ông nói dạ thôi để con đi, nếu các anh con cử thì để con đi, con không có trả giá đâu mà con có cái cách khác, thì đã cho họ giảm cho mình thì tưởng đâu cách sao. Thì ông đi ông mua tới đó thì cũng không có trả giá, xong rồi ông nói thưa bác à, bác bán cái hòm này cho cháu, gia đình cháu thì cũng hơi đắt đấy, nhưng mà vì trong phong tục trong này thì không có trả giá, vậy thì thôi bây giờ cháu nói thật bác rồi, thôi rồi bác thông cảm, cháu không bác nói nhiêu cháu mua bao nhiêu, nhưng mà cháu thấy có cái hòm nhỏ nhỏ đó bác tặng cho cháu ok đem về. Thì giống như bác khuyến mãi đi là cái quách đó. Khuyến mãi cái quách. Thế thì cái người chở ông đi chở ông về, ông tơ tay ông cứ ôm cái quách vậy nè về. Bởi vậy nếu mà nãy mà để mấy anh vợ con đi là thất bại rồi, bố mẹ thấy không, con đi con không có trả giá thì con phải kèm nào cho được cái quách. Cái hòm nhỏ để xanh. Ôi nó không bao giờ dạo chữ quá hết trời. Từ ngày Bắc vào Nam á nó mới có chuyện mà Bắc sau năm 75 á nghe, Bắc 75 á nghe, chứ mà Bắc 54 nói gì đụng tới Bắc 54 là chữa thấy một nỗi. Nó tư vào trong đời lâu khác. Rồi Bắc 2 nút á hả? Còn Bắc 54 là Bắc 9 nút hả? Nó đi mơ hồ kèo này thêm cái quách. Hồi đó mua một mẫu đất có 2 cây. Ví dụ năm trước nè, mấy đứa hụn nhau mua xe đặt xe ủi lên để ủi lên, ủi lên rồi để ủi đất cái để ủi cái rừng đó để mà làm động thổ làm việc đó. Đêm về xong nghỉ bụng, người ta chết ta khổ sở, người ta buồn bã, mình đi bán mình ăn cái kiểu này không biết có thọ không ta, nghĩ tới nuôi trần trọc hoài đó. Thôi mình đi kiếm cái khác mình ăn, chứ mình ăn lời cái này thấy nó nhẫn tâm á, người ta còn cho mà mình đi bán mình lấy tiền. Cái sáng quyết định ra gặp Ngọc, nói thôi Ngọc tôi rút ông ơi, tôi không làm. Đúng là thế, là nó đi rủ ai đó không biết, nó trả tiền thôi con, nó đi rủ ai đó không biết, rồi cuối cùng nó cũng bán chứ nó đâu có làm đâu, bởi vì nó cũng nghĩ giống mình, thời gian sau cái nó cũng nghĩ vậy, xong người ta cho hòm cho đồ mình chỉ bán và lời gấp bao nhiêu lần đó thầy, 5 thước 2 thước rồi cho là 100 thước vuông đi, 10 thước vuông đi, mà 10.000 thước vuông đất đó có bao nhiêu cái cả 1000 cái mã vậy đó. Thì bán hồi đó bán đó là tính bằng cây, tính bằng trời biết bao nhiêu vàng mà lời. Nghĩ bụng thấy không xong thành ra thôi. Cái nghề nào chứ cái nghề huyệt mộ đó bây giờ thôi. Còn bây giờ cái đang đa phước cái mấy trăm triệu một cái huyệt đó thầy. Nhưng mà mình tưởng như mấy người trẻ họ ít cái nào về hậu vận quá khá. Ở đây nói cái chùa Đồng Hiệp ở trên Quầy Gấp đó, không biết cái chùa Đồng Hiệp không? Uy tín được xuống không? Thầy biết chùa Đồng Hiệp không? Biết. Thầy ông trục tiền mới chết đó. Sau này ông nào? Tập giảng hay ông nào? Biết gì mới chết? Ông có ông gì trung cũng mập đó. Đồng Hiệp đó, đất của ổng bên hông đó. Tại hồi đó con đi công quả xây đổ bê tông xây nhà khách. Kỳ quan đó cũng điêu linh quả báo rồi tặng đó. Trời ơi, đó kỳ quan cũng báo ngược mà. Đồng Hiệp nó cắt đó. Hồi đó cho mướn để người ta trồng bông năm. Bây giờ thấy cái này có lợi hơn sao đâu, chứ mà không biết mấy ông lấy tiền làm cái gì, không biết nữa rồi. Đất cũng không trả gì biển. Ở bên đây thì có bên Cali thì có bà sư bà Gà Mái, mình gọi là Gà Mái là bà gì Gà Tre, không nói thành nó tên. Bà cũng mua lót nguyên cái nghĩa trang đó, mua trước rồi giờ bán từng hộ nguyện. Và rồi tôi thấy không bao nhiêu cho đủ nha, bà mua hết vô. Suốt cuộc đời bà coi như là khắc khổ, coi như là ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Mà nghe nói có tiền bạc nhiêu đó, đem đi mở nhà hàng cũng dẹp hết trơn rồi đưa em bán giải cho chợ An Đông trái sạch vải, rồi cũng mất vốn, mở nhà hàng trái nhà hàng. Cái tiền đó mà dùng làm cái kia nó lây lan nó lan. Bà già bà tánh ăn xương máu tao ghê. Cho nên tôi khi tôi nghĩ là không bao giờ tôi ông mình nếu mà vậy đó đi về không. Ủa cái gì khác vậy? Cái gì khác vậy không? Ủa tôi có bắt cái gì dưới không ta? Đi kiểm tra rồi không biết. Không có bắt. Không có thôi. Không có bắt. Nấu nước, ấm nước sau cùng mới chế vô đây trà trong. Là 10 giờ tôi mới nấu nước. Thôi cũng là nó khét rồi. Không, cái này khét nhiều. Ôi mà không sao Mỹ trái có bao hiệu. Được rồi, trước khi ơi nó đền thì ông trầy da trống giải hả? Ở Mỹ thì nó được có cái đó. Người ta bị đụng xe, người ta bị cháy nhà, người ta bị tai nạn á, thì người ta khổ, người ta buồn phải không? Ở Việt Nam thử coi gặp cái cảnh mà cháy nhà hay là bị đụng xe thử coi là buồn khổ, bảo hiểm là nhiêu. Vậy mà ở Mỹ cũng có càng bị càng phát. Cái gì nó đền nhiều hả? Đền nhiều theo thị trường. Trời ăn khoai lang ngon thì bên đây khóc quá rồi biết nhiêu là nước mắt rồi đó. Kệ giờ cười đi, không tới tôi vui thế thương mà giờ nghĩ lại thôi không thương nữa, nghĩa là thôi mình thương chứ có đủ rồi. Cái gì á bên đây người ta nuôi mà nước lỏng nuôi là ông nói đúng á, công việc của nó. Mà cái việc của chúng sanh rồi mình đỡ quá nổi. Sao cãi được? Bởi vì gọi là cãi số sao không? Nói vậy đi, mình cãi là mình khổ á. Mình ốm dũng. Mà thầy biết không? Như Lai còn nói không cãi số cho ai được thì cái tự mình làm tự mình chịu chứ. Nói cái gì? Đầu có leo lên bay trứng từng may, cái chui trong lòng biển đại dương, cái đục núi rồi chui vô trọng để trốn mà cũng khi nó tới không khỏi. Vì chúng sanh tạo quá nhiều mà, còn nhiều chúng sanh không có tạo nghiệp đó, từ tới giờ đó nó đánh dạt xa ra thấy không? Đúng như ông có tin là cái vụ trời đánh không? Nói vụ xét nổ đó, cái người mà không có cái số xét nổ á. Mà tự nhiên tới giờ đó họ khi thấy như ai bóc liền chỗ khác rồi phải không? 30 năm trước á, đường quốc lộ 1 từ Sài Gòn về miền Tây á, về Trà Vinh đó nghe, về miền Tây á, tới Long An đó, gần Cái Bè đó, ở giữa ruộng vậy à, đằng kia nó chết đứng luôn vậy đó, rồi quánh chết đứng luôn vậy đó, rồi bây giờ cái vào đánh trà nó hay chén trà đè gì lắm đó, trời mưa quánh cái rầm đứng luôn, ngoài ruộng á. Mới nói mày hỏi cha mẹ mày trời trồng mày nè, tao nói vậy đó. Câu nào chính xác câu đó này ơi. Mà thành ra ông gì mà ông Tây Bao Công á, họ hay có tích mà coi như là cái người làm ác mà không cách nào giết được. Bởi vì dòng họ không có cái tập mấy. Cái thế là không ai nói, nhưng mà bởi vì hồi đó ông Tiên Đế đó là cha của ông vua này có một cái lời cái lời ân huệ, nếu sao là dòng họ này tới đời cháu nội hay gì đó tới là mà có làm người ác á cũng phải tha bổng một lần, đó là lời của Tiên Đế. Như vậy cho nên kẹt lắm là lời của Tiên Đế chứ không có thế lực nào cứu nổi. Nhưng mà bây giờ Bao Công cuối cùng ông nói thôi giờ cũng như là giữ gìn lời Tiên Đế vậy đó. không tha. Vậy mà mở cửa ra, vừa ra khỏi cửa Phủ Khai Phong thôi là xét nổ rầm liền. Thì đó Mao Công đó thôi, đó cái đó để chơi gọi là trời xử, nhân xử hết được thì trời xử đó. Cái nghiệp nó xử chứ trời đâu có. Không, ý nói vậy đó, có nghĩa là cái lúc đó là mình tin tưởng. Thôi tội thì tha nghe, nếu nghiệp không có tha, quả báo không có tha, nhân quả là phải tha. Nên đó mình nghĩ đời nó không có mất gì đâu hết á. Mất gì đâu. Mình đừng có sợ. Cái gì bữa nay chứ ngày mai nó không tới, ngày mốt nó cũng tới. Mình không tới thì con mình nó cũng tới. Nhưng mà thương á, khi mà mình con người này mà mình hết cái phước á, mà mình đầu thai xuống cái ba cõi địa ngục và quỷ súc sanh rồi á, nó lâu có ngày trở lên dữ lắm. Nhưng mà nó lẹ kiếp lắm thầy ơi, quá kiếp lẹ lắm. Đó, thì đó mấy cái đó nó cũng là mạng sống nó ngắn ngủi. Ví dụ ở địa ngục thì nó là nhất nhật nhất dạ, vạn tử vạn sanh. Là nhất nhật nhất dạ là một ngày, nhất nhật là một ngày, nhất dạ là một đêm. Vạn tử vạn sanh là muôn lần sống muôn lần chết á. Thành ra thì đúng cái kiếp đau khổ nó bởi vì á cái người làm bén á xuống đó nó bị một cái ngọn gió gọi là xảo phong đó, ví dụ như nó quýnh nó hành hạ cho tới ngất xỉu chết là hết một kiếp rồi, theo là chết luôn đi không. Cái tư tưởng đấy là tôi nói tư tưởng ấy, tôi còn mình nói theo cái kiểu nhưng mà đây là nói tư tưởng nghe, ý nó hay vậy đó. Thì cái ngọn gió xảo phong nó thổi tới, thí dụ cái người này cũng có làm phước, làm tội cho của làm phước thì cái ngọn gió này nó thổi tới nó biến ra mùi thơm gọi là hương phong đó. Người này nghe mùi tỉnh lại vẻ hơi vẻ thoải mái vui vẻ là tiếp tục hạ tội, thấy không? Nghe cái người khác là thấy không, có nghe không? Rồi cái người mà làm ác mà còn ác quá ác á thì nó thổi tới là cái mùi gọi là xuống phong. Nghe cái mùi nó càng thêm nặng nề, càng thêm đau khổ. Rồi tỉnh dậy, xong rồi tiếp tục bị hành hạ, ngã xuống chết nữa. Mấy cái này mình nghe thì không giảng luận ra rõ ràng thì nó lại là mê tín dị đoan. Nhưng mà giảng luận ra thì rõ ràng nó từng tâm niệm gọi là sát na đó. Sát na sanh diệt, nhất diệt, nhất dạ, vạn tử, vạn sanh. Một ngày một đêm có muôn lần sống muôn lần chết. Muốn gì chút xíu nữa ông đang tới đó. Thầy ông tới nè. Thầy lặp lại cái ý này đó. Thầy con muốn để cho ông nghe thêm đó. Rồi ông hiểu thì ông vận dụng được thì tốt, còn không thì ông đi truyền bá cái suy nghĩ này cũng hay. Mà cái này hay nè, ông ngẫm nghĩ hoài nha, cái này hay nè. Ông phân tích cái này là hay. Mà nhớ hoài ba cái tám cái gì đó mà nhớ hai cái cuối, nhớ con cái còn cái không nhớ. À thành ra bây giờ nó đến ông nói lại để ông gì? Thế ai vậy? Sao nó chưa lấy cái kia con kết nó lại phạt con chập sống nữa sao? Nó vô hôm qua nó không có tới vậy thầy có thể tới không? Dạ không có thể, bây giờ trời xa tới mộ bên đó mà chứ bên đâu bên nay đâu giờ. Tại nó đi rồi giờ nó không tới, ông có đứng đây, ông ra ngoài đường ông kêu nó cũng không tới. Ông ngồi xuống đây đi, ông làm gì đâu mà là nước đổ cái lỗ đít vậy. Nước sôi đổ lỗ đít vậy. Rồi sắp hư không? Bỏ còn bỏ vô chung vô. Bỏ chung ra rồi. Đó, có ba củ. Tôi đi lượm cái, không phải lượm nghe, đi mua mấy cái rổ này nó giống Việt Nam nè. Về rửa sạch sẽ xà bông luôn á. Tự nhiên thấy không? Giống hết sức chưa? Giống hết sức giống luôn. Ba cũng đồng nghĩa bán. Nhãn nhĩ tỷ thiệt. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Mạt na A Lợi Gia. Để đúng vậy. Phải không? Mạt na với A Lợi Gia Đó. Thôi uống nước đi. Rồi, thì để con muốn thầy nói là nói rồi, cái đó nó riêng ông rồi. Mà ông nghe ông thấm mới được chứ. Thấm rồi, đang thông minh rồi. Mạt Na A Lợi Gia. Hạc sĩ mà. Đó, thầy biết không? Trời ơi. Có một sát na thôi à, ai mà lẹ hơn cái đầu Mạt Na. Mạt Na đó, thằng ai mà lẹ hơn cái suy nghĩ của ông đó. Có một sát na thôi mà nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý Mạt Na A Lợi Gia nó cùng một lúc, gọi là tám bát gì bát thức tâm vương, đó thầy coi tám con vua đó. Có một cái sát na thôi trong cơ thể của mình á, cái đầu của mình thôi chứ đừng có nói cái chỗ khác nha. Này nguội là sao uống nước nóng phải không? Đây được rồi, mời thầy. Dạ, mời uống nước. Trời ơi, trong cái suy nghĩ của mình thì thấy không, có một sát na thôi mà tám cái hành động nó diễn ra cùng một lúc để mình quyết định một vấn đề đó. Ô trà. Không, nhưng mà năm cái thằng quỷ nó có làm được hết trơn á. Biết rồi, nhưng mà nó cùng đồng hành. Từ cái thằng ý là Mạt Na lại ra nó mới quyết định. Còn cái thằng mắt này là nhãn câu ý thức, nhĩ câu ý thức, tỷ câu ý thức, thiệt câu ý thức, thân câu ý thức. Ví dụ như tôi đấm ông, tôi nhéo ông gì nè, nhéo ông cái gì là ban đầu thật sự nó biết gì hết trơn á, nhưng mà nó cộng ý thức nó biết là nhéo gì là đau. Đó thì đó bây giờ cái thằng ý nó mới hoạt động đó. Tôi muốn nói là có một sát na thôi mà mấy cái bộ phận này nó đồng hành với nhau để nó quyết định một cái vấn đề. Nên vậy mà trong đầu không có cái máy nào mà vi diệu hơn cái máy này hết đó. Rồi bởi vì nó là bởi cái khoa học mà còn sợ cái ý. Thật sự cái khoa học ngày nay nó có là do từ đâu, từ thằng ý chứ thằng nào. Không có nó sao mà ra cái khoa học. Chứ đừng nói là khoa học khám phá ra thằng ý nghe. Thằng ý Mạt Na lại ra đây là chính nó đẻ ra khoa học nghe. Đúng rồi. Đúng rồi. Ăn khoai đi em. Ăn khoai lang. Mời thầy mẹ ăn. Ăn đi. Đây là bác đại vương gia đó. Bác đại vương. Bác thích Đông Vương. Ông nói. Bác đại vương gia. Đưa đó đầu tiên thì. Tại vì tôi muốn anh phải đồng cảm với tôi về cái ý thức chỗ này, nó có một sát na thôi mà tám cái ông vua đó, tám cái ông vua trên cái đầu của mình nó đồng hành với nhau để nó quyết định với một đất nước. Có một thằng vua là muốn chết rồi á, và này là tám vua mà nó chỉ có nằm ở trong cái ngũ quẩn thân này thôi đó. Ông quy dựa chỗ đó đó, thấy không? Mấy ngàn năm trước ông đã thấy ra cái điều như vậy, ông chỉ ha. Độc thiệt con người bây giờ đúng là vô tận ý luôn, nó không biết đường nói luôn, không biết giải thích làm sao nữa. Vì vậy mới cần cái quán. Nó cần cái quán nó vậy đó. Và lúc nào nó quán, cái gì cũng quán không. Quán để sao, nhất là quán tự tại đó. Anh quán lại trong người anh ấy. Đó, để mai mốt không muốn. Quán nó có nhiều thứ quán à. Quán để trở thành điên khùng đó. Quán để trở thành cõi trên đó. Rồi đồng thời chữ quán ở đây đó, là nhìn tỏ rõ nghe. Chữ quán thế âm chứ không phải chữ quán à. Quán thế âm là nhìn thẳng vào sự thật, chứ không có ngồi suy nghĩ. Nó gọi là quán thế âm. Bởi vì cái quán thế âm là quán chiếu cái âm thanh màu nhiệm của cuộc đời. Mà âm thanh màu nhiệm cuộc đời là nó trong như gương, sáng như tuyết. Nó mới gọi là quán thế âm. Còn quán á, vậy chứ nó không đủ ý nghĩa. Mình còn khi ngồi quán, ngồi suy nghĩ, thí dụ như ban đầu qua quán từ, thí dụ như giờ từ cái ly này, rồi bây giờ trẻ làm đôi, nó nửa cái ly, trẻ làm 4, trẻ làm 8, trẻ làm 16, trẻ làm 32, trẻ làm 64, trẻ riết thành 108, 1008, trẻ riết nó thành ra hạt cát, rồi hạt cát trẻ nữa thành ra là hư không, hư trần, mới trẻ nữa thành ra lân hư trần, nó không còn gì lân hư trần, là nó giống như cái đầu sợi lông mà trẻ làm 2, rồi trẻ riết nó trở thành hư không. Thì cái quán đó Đức Phật thật sự đó, Đức Phật đấy dành cho những người rảnh rỗi đó, nhưng mà thật nó không đạt tới kết quả. Nó nhìn ngay sự thật. Ngũ quẩn dai không, tứ đại dai không, chứ hơn đâu mà ngồi mà trẻ đó vậy đó. Thì cái người mà thường làm chữ quán ban đầu là trẻ, và cái chừng trẻ riết, trẻ hồi trẻ tầm 7 nó loạn. Thành ra tại sao tu thiền có nhiều người tu thiền là thành nó loạn đó. Nó loạn là ngồi quán vậy đó. Hôm qua tự nhiên ngồi cái máy làm gì đâu không biết, cái nhớ cái ngày cái mình nhớ quãng ra. nội bữa nay phải đi kiếm ông hỏi ông coi bác cái đó là bác gì. Bác Thích Tâm Vương. Còn thiếu hai món mà tôi nhớ có A Lợi Gia còn cái món nữa không nhớ. Cái thằng số 7 á, thằng Mạc Na, thằng nó ghê lắm á. Mạc Na A Lợi Gia đó. Mà nó là nó đứng giữa vậy chứ nó là cũng là thằng ấy, còn nó cũng là nó đứng trung gian, nó thằng ghê lắm. Thầy có biết không? Cái ý này đó nghe, mà mang ra đời để giảng cho sinh viên nó nghe đó, nghe thì nó mới biết thần phục. Cái ông Phật này mới lạ đời đó. Ông ở đâu mà ông phát hiện được cái suy nghĩ này chứ? Thầy thấy đúng không? Ông là ai mà ông phát hiện được cái suy nghĩ này? Bây giờ ai cũng phải trải qua cái giai đoạn như vậy hết rồi. Trước khi mình làm một cái gì đều phải trải qua cái bác Thích Tâm Vương này hết đó. Như vậy đứa này chết rồi thì chỉ còn A Lại Gia Thích giờ làm này. Đó là giải thích, nhưng mà nó cũng vẫn tán. Nó vẫn tán nhưng mà nó còn chậm, nó đi chậm nhất. Nó chậm nhất, nhưng mà tại sao nếu mà nói về luân hồi nó mang cái nghiệp nó đi cái gì? Thì chỉ có A Lại Gia Thích để mang cái nghiệp đi được thôi chứ. Còn ai mang được cái gì? Thì nó nhập vô, nó cũng không nó mang đi được, nó nhập đủ duyên nó tụ rồi. Chứ còn nếu nó còn cũng không được nữa. Đó, cái này ông nói vậy là ông chưa nghĩ rằng là chết là hết. Chết sao hết được cha? Mặc cái áo mới thì phải có cái tâm thức mới. Ở đó đó, cái đó A Lại Gia Thích đấy. Bây giờ gom lại nó ba thứ gọi là noãn, là tức, là thần thức, cũng là A Lại Gia Thích đó. Nó tương đương vậy thôi chứ còn không khẳng định 100%. Nhưng mà con người khi chết đó là cái đầu tiên là noãn, nó rút cái noãn trước là cái ấm, hơi ấm á. Là thứ hai là tức, là cái hơi thở, là nó ngừng thở. Là thứ cuối cùng là nó cái thần thích. Cho nên thường người chết là cái cuốn bao tử, là cái cuốn đi thần thích đó, là nó rút cuối cùng nha. Tim nó ngừng đập, gan khèo hỏi, nhưng mà cuốn bao tử là cái chỗ là đau đớn nhất. Cho nên khi mà người chết mà khi về phút cuối cùng mà để gọi là ba thứ mà nó rời khỏi cái thân này thì hãy ý hết trong vườn nghĩa thoáng như vậy đó. Là bị nó đau lắm. Nó rút cái cuối cùng từ cái cuốn bao tử này. Rút hết ra ngoài luôn đó. Chưa thấy cái cảnh đó. Biết sao mà người ta còn phải sờ chân, sờ đầu ấm hay sờ bụng ấm? Cái đó là sau khi giải quyết cái chuyện kia rồi. Người ta bảo sờ cái nào nó ra cái chỗ đó. Ủa, cái đó là đó nó đặt ra. Cái đó là chứ còn nữa cái con người là chết là nó chết từ ở dưới cái cuối cùng là cái gót chân nè ha, là nó rút từ cái lóng chân, từ gót chân đi lên rút tới rút tới cuối cùng là cái hơi ấm nó thoát ra cái đầu nè, rồi cái tới tim là cái hơi thở nó ra nè. Nhưng mà còn thằng thích nó ở trong cái một cuốn bao tử nữa. Nói thiệt anh nghe, tôi chứng kiến ông già tôi mất nè, mà không ai nói theo cái kiểu người ta nói là sờ đâu ấm rồi biết này kia nọ, là nói theo cái kiểu là YouTube nói, chứ còn không nói tế, kiểu tịnh không, cái gánh tịnh độ. Thực tế thì lúc chết đó ông không có rờ đâu. Cái đó đâu rờ, nó khóc cái mình ngồi ai biết đâu, mình nhớ không rờ. cái ba tịnh độ đó rờ, nó mò. Ban tịnh độ đó rờ thì nó biết chứ mình đâu biết. Phải không? Nhưng mà ông già con chết con thấy hả thầy? Camera quay đàng hoàng nha. Rút cái ống ra, ông nằm một hồi á. Là cái chân của ông nó đen trước nè. Món chân đen trước nè. Ừ, đúng rồi. Đại tử ông chân nó đen từ từ mà quay camera con quay đàng hoàng, ngón chân quay nó lên tới cái thân của ông đó. Thì nó không còn thấy đen nữa, là tại sao nó bự quá, nó đen không kịp, để mình thấy đó. Chứ lúc này nó còn cái hơi ấm của con bao tử. Nó lên tới đầu, lên tới tai nè, thấy đen nè. Mà khi lên tới đầu đen rồi cái nó tuột cái ao xuống, trắng bóc liền, tắn liền. Thì giống như ông gì đó, ông ôm cái máy đầu cái áp này ha. Nhớ đâu khi mà nó ông lông đủ lên rồi cái ông xả này là cho nó đi liền. Nó xì hơi nó xuống đó, xuống trắng liền, không đầy 30 giây. Mai á, là con người chết cái đó nó thụt nha. Chứ thôi cái đó tịnh độ nó cuồng tính, nó mò đó, không chừng nó nói cái đó. Con người chết là cái đó nó 100% ai cũng bị thụt. Nó đau quá, nó thụt. Nên cái đó mà nó mò chỗ đó, nó mò ngang của nó đâu có đụng. Nó đụng cái giống gì nó đây. Tùy ra cái chỗ nào mà đi ra là đi đoạn chỗ nào. 100% là cái cuối cùng là cái thành tích của bao tử thì nó ấm cái bụng là nó ấm lâu nhất. Linh hồn từ đó thì tôi không biết, trong phim nó quay nó ấy chết cái hồn bật dậy bay đi. Cho nên cái bao của bao tử là cuối cùng, cho nên thường thường á mấy cái người mà ốm á thì rờ là nó dễ biết. Còn mập nó vậy mà nếu mà lỡ nằm lâu như tôi á, đi nằm lâu á thì mỡ nó nhiều quá, cho nên gặp cái mùa lạnh đây thì rờ nó lâu lắm á, rờ là phải như ông đang quán lâu đó ấy, thấy là nó ấm à, thấy không? Còn bây giờ ốm như ông đang vậy đó là coi như lỡ có gì chuyện gì là rờ là ống liền, bị cái bao bụng không có đó. Thì cái cuốn bao tử đây là rào vô nó ống liền à, còn cỡ tôi với ông ba là rào phải quán nghe, mà rào ở đây thôi chứ đừng có bò. Ở trên đây cái đám tình độ cùng tích đó, nó diễn tả nhiều cái câu mà mắc cười. Tôi nói mẹ kia nó bò từ trên tới dưới mà sao nó bò ra cái đó thì cái đó nó thuộc mẹ rồi còn đâu mà nó bò. Chứ nếu mà ông nào mà dâm đó mà chết rồi đó nó không thuộc, nó bò ống trong đó đi, ông này đi vào cõi dâm luôn. Thì cái từ sau khi Đức Thế Tôn nhiên mãn rồi đó, mấy trăm năm sau mạnh cha nào đấy thấy ra kinh này. Bây giờ nói thật với ông nghe, nói thiệt là mấy ông thử có suy nghĩ không nghe. Ví dụ như nãy chú ba nó bác thức tâm phương á, là do Đức Phật nói. Giờ tôi khẳng định Đức Phật cũng không nói, không nói luôn này. Chưa hẳn cái thời đó Đức Phật có đủ cái thời giờ mà nói. Không á, mình nói vậy là mình nhưng mà đều có cái sở dĩ cái đạo Phật ngày nay mình gọi là huy hoàng đó, là do cái hàng tử đệ hết thế hệ này tới thế hệ khác có ăn có học, nhưng mà vì lý do người ta có ăn có học cộng với có đạo có đức có tu, cho nên người ta phát minh, người ta sáng cái người ta đưa vô thì nó là lời của Đức Phật. Chúng ta không nói lời của người ta, ông hiểu không? Cái đó là cái người gọi là thông minh, là hiểu biết. Còn mà cái người mà không biết á, thì mình cứ phái đưa cái danh mình ra là nó của mình viết để mình khai phá sáng. Cho nên có ông thầy Long An á, nói đây tôi đó có bằng chứng hết trơn à, ổng là tội nghiệp. Tôi thì tôi nghĩ như vậy, bởi vì cho con mà có tôi có cũng nó đàn em thôi, nó ở bên Chicago á mà mắc cười thì hồi đó giờ ông này thì tôi không có giúp đỡ gì trơn, tại tôi nghĩ là giống như ổng là có những cái mà cũng không đồng chánh kiến nhau. Nhưng mà thấy cái tình trạng là ổng hay, cũng như ổng thích, ổng làm từ thiện mà hỏi thăm mà ổng nói nếu mà có ai cho em á quà đã đi phát mọi người là em thích đi làm vậy đó, em làm đúng hết, còn là cho tiền em cho không cho thôi, nhưng mà hãy làm cho người thì em thích, em bỏ công em ra cho em thì quê nghèo. Ổng thì có quốc tịch bên đây nhưng mà về Long An các cái ao nó bệnh á, tại vì đúng ra cũng hết đường sống bên này, nói chung là vậy. Thì có tiền Mỹ đem về mua, hồi đó mua đất mà giờ tỷ đó nha, rồi nó mua trong đồng trong ruộng. Thì nghe ông nói vậy kỳ này tôi mới ủng hộ trong mấy chục phần quà. Thì đúng ra thì cái ông này tại sao tôi ủng hộ là ông được cái là ông thiệt lắm. Tuy là ông có gì thì mình không biết, nhưng mà ông nghĩ sao ông nói vậy à, cho nên thấy cái đó cái thiệt. Đã tôi nói rồi, ông đi ông biết, ông đừng có nhắc tới tên tôi, nhưng mà ông sợ rằng là tưởng đâu mình nói như vậy có nghĩa là mình làm bộ mình nói. Thế thì thí dụ đó đừng nói tới tên tôi đi, nhưng mà thật ra mình nhắc ta đặt cho ta nhắc tới tên mình, ông tưởng đâu là tôi vậy phải không. Ông đi ông cứ đi làm, ông đi phát từng nhà mà nhà nào cũng quay mấy phút. Đây là cửa Thượng Tọa Thích Thiện Tài này kia, và các nhà hảo tâm, nhà tôi, nhà con đi làm, chứ con làm đây đúng y như những gì Thượng Tọa căn nhà. Cứ đi tới đâu nhắc tới tên tôi ra, thì cái thằng bạn ở Chicago á nó mới thấy nên nó chịu không nổi, nó tức tại sao mà ở đây ông thầy Tài mà sao ủng hộ cho ông, vì thằng này hay rầy ông hay bây giờ là bắt đầu chánh kiến. Nhưng mà thằng này nó tôi nói mấy người này, cho nên tôi nói anh đem cái lòng tiểu nhân mà đi đo cái lòng quân tử. Thật sự tôi á, con người tu nó mỗi ngày nó mỗi thay đổi, dầu tôi với ông ba ông đang bắt đầu chánh kiến hay không, nhưng mà mình học cái người xưa đó, ông thấy không, người ta còn dám đề đạt kẻ thù lên làm quan. Thì ông vô hỏi cho tại sao thằng đó là kẻ thù không đội trời chung với họ tộc ngươi mà ngươi đề đạt lên qua tôi. Thì ông nói là sao? Dạ thưa bệ hạ, đành rằng cái tên đó là kẻ thù không đội trời chung với họ tộc của hạ thần, nhưng đối với thần dân khác là ông này là người có tài có đức, phải đưa lên để làm quan. Người ta người đời mà ta còn xử nhau vậy thì mình người tu. Cho nên tôi nói thiệt, cái Tết Việt mà khi đi quay chỗ nào nói tên tôi tình cờ sao tôi khiến tôi mò vô, tôi thấy ông đang live stream, nói tên tôi hoài, tôi nhắc đừng có nói tên tôi nữa. Ông bên Chicago ông tức, ông chịu, ông nổ điện, ông nói tại sao mà nay mà tụi tao Thiện Tài mà làm cho vụ này, đưa cho ông đi làm ganh tị thế không? Rồi nó cười lấy lòng gà tiểu nhân mà. Ông nghĩ là cái người mình không ưa là mình không có cho ta đi làm việc tốt, thế ra không? Ngược lại bây giờ đối với tôi khác nha, có những người không ưa, tôi không ưa thật á, nhưng họ làm được việc tốt cho người, tại sao mình không hỗ trợ cho họ? Tôi lại quan niệm đi đó nha. Còn có những người á, coi chừng nó bên ngoài nó đạo đức giả mà nó nịnh mình để mà mình nó đưa mình lên để nó kiếm trác đó nha. Còn có nhiều người nó dám nói thẳng vào mặt mình, nhưng mà nó làm được việc tốt thì mình ủng hộ. Tôi suy nghĩ vậy đó. Con người nó mỗi ngày mỗi phát triển chứ hồi ông bây giờ tuổi tôi bây giờ càng ngày nó càng đi lên tuổi, chuẩn bị lên hàng ngũ rồi. Hàng ngũ này là ngũ này là số 5 nhưng mà cũng là hàng ngũ, chuẩn bị báo ngũ rồi. Thì hỏi coi đó, mình không thay đổi cái cách nhìn hả? Mà khi mà tôi có những cái thay đổi cách nhìn thì cái tôi phải thay, tôi nó khỏe vô ngàn à. Còn xưa đây mình cứ cuộc chặt lại ha, mình càng rút thì nó càng tưởng đâu mình siết người, cho thật sự mình siết mình đó nghe. Mình càng rút là mình tự mình siết mình đó. Nó tôi suy nghĩ siết gì nội mà siết cái đầu nè, cái niềm như ông Tài Thiên rồi bị quan âm mình cho cái niềm kim cô vậy đó không? Thấy đã thì chứ có đã chỗ đạo đâu. Cho nên thật ra tôi suy nghĩ lắm, cho nên tôi nói chỉ có mình để cứu mình thôi. Mà mình muốn cứu mình là mình phải tự mở cái nút cho mình thôi, chứ còn mình siết vậy đó. Cho nên bây giờ người nào không có duyên thì mình đừng nhớ tới họ, mình đừng nhắc tới, mình đừng có quan tâm tới họ là mình đỡ cái phiền tối. Còn đó mình giận, mình ghét mà mình cứ nhắc tới tên rồi mình cứ này kia hoài rồi tự mình khổ không? Cho nên ví dụ đệ tử hay là Phật tử cũng vậy, ai hết duyên không mời đi kiếm thầy khác luôn đi cho mình khỏe. Còn ai mà muốn chửi tôi nữa là ok, cảm ơn mày, giờ mày chửi tao mà tao cấm tao lại mày là tao khỏi lo cho mày. Còn mừng nữa. Tôi đang nghĩ, tôi nghĩ vậy đó. Còn bây giờ mà nó gặp đó, sư phụ ơi, sư phụ con nhớ sư phụ lắm. Nhiều khi nhớ sư phụ thế này thế kia là chết mẹ mình rồi, cái này là chết mẹ mình rồi, lo từng dốc này. Lại tăng lên bậc cái đó. Tôi ngồi xuống, đó là tôi quán. Tăng lên rồi đó. Tăng lên để lại sẽ nghĩ về tăng lên lắm rồi đó. Tôi quán kéo dữ lắm. Vậy đó mà còn không chạy kịp theo cái ý thằng mặt na lại ra này nghe. Đó, vậy đó, vậy mà nó khi được nó còn lục cái hồ sơ đó nghe. Ở bên một cái là nó mở cái tủ lục hồ sơ liền. Này cái này nóng là uống miếng cho nó nóng đi. Nó mở nó lục hồ sơ. Sao anh không đủ ấm? Anh sung sướng quá ra. Thành ra tôi thấy thiệt lòng của mấy anh em, mấy ông đó, thương tôi đối với đời đạo tôi quý, tôi nói thiệt. Tôi thấy rồi mình buông tất cả được tất cả. Mình đừng bao giờ nói xin lỗi với ông, nó lỡ cuộc đời ông có trôi qua cũng đừng nói bọn tôi nói tôi có ý gì không có nghe, ý như nói bây giờ tuổi này nè buông tất cả được tất cả. Đừng nghĩ chiếm đoạt của ai, đừng nghĩ lừa dối ai, là tự lòng mình an ổn. Còn cái gì nó qua rồi, ai trên đời này nó không có những cái xấu xa phải không? Trên đời này có nhiều người, nhưng mà sợ nhất á, có nhiều người á hồi nhỏ rất tốt, nhưng mà gần cuối đời gần chết còn mấy ngày tháng tàn đời chỉ nghĩ những điều xấu xa bị ổi, đó là mấy nguy hiểm. Còn hồi nhỏ mình từng á, lên đồi xuống biển, lên non xuống ruộng, mình làm bao nhiêu điều cũng có thất nhân ác đức, nhưng mà những ngày cuối đời mình biết ăn năn hối cải nó quý giá vô ngần. Càng quay đầu sớm thì càng hồi đầu, gọi là hồi đầu thị ngạn sớm mà chứ không khó khăn gì. Còn mình cứ mình phóng ra xa hoài thì chừng nào. Nên tôi nghĩ vậy à, bây giờ thật lòng tôi ai có chửi, có bới, có nói tôi cỡ gì cũng được hết. Mà mình phải dằn lòng, nhận lòng mình. Đừng có làm cho ai đau khổ, đừng có lường gạt, đừng có cướp bóc, đừng có mưu đoạt của ai. Sống đúng với cái cương thường đạo đức vậy khỏe ra. Không có gì thế. Rồi bây giờ giải quyết, thôi giờ quyết định vụ con chó. Bây giờ thôi giờ, hồi ông chở tôi đi cho đi, hết chịu nổi rồi. Rồi tối mấy đứa nó phân tích tôi nghe cũng đúng. Nó nói thà thầy đau một lần đi, chứ bây giờ phải chi á. Mà nó giống như Việt Nam đâu, bên đây mà tụi nó ra nó ôm mấy đứa nhỏ đi học ngang đó, cha mẹ nó không biết, bị thấy nó nhào vô nó lớn quá, mình ôm mấy đứa nít nó ngã ra. Thiệt cũng cho thầy cũng chết, mà không thiệt thầy cũng chết. Ví dụ như thiệt là nó đập đầu, nó lỡ nó bể đầu mình cũng kẹt, mà nó không bể đầu, nó đổ thừa trong đầu, nó có vấn đề là mình cũng không bán nhà nuôi cũng không đủ. Đó là nói người nhỏ, chưa nói tới người lớn. Rồi kể cả nó bệnh tật này kia nọ. Rồi tôi ngồi, tôi nằm, nó phân tích tôi nghe, tôi đắng tai tôi nghe thì cũng quan trọng đó. Nhưng mà thôi cái nào giàu rằng mấy đứa nó nhỏ nhưng mà nó nói trúng thì mình nghe. Và nó phân tích trên cái đúng đó là tụi con thầy nuôi thì chuyện của thầy đâu có dính líu của tụi con. Nhưng mà vì tụi con lo cho thầy vậy thôi, mà thầy cảm thấy là đúng thì thầy quan hỷ, còn thầy không đúng thầy cũng bỏ qua. Thì nó nói tôi nghĩ cũng đúng. Thôi nó nói bây giờ nó còn nhỏ thế này nè, bây giờ bác đang chở đi cho đi. Thì khi nó tiếp ứng được cái người nào có duyên nuôi nó đó, thứ nhất là đem ra cho thì người ta lại bắt đầu ta chích thuốc ngừa, ta làm cái giấy license cái gì đó cho nó. Thì cái người lại nuôi á thì nó đòi lại cái tiền chích ngừa, tiền giấy license 200, 300, 400 đô gì cả. Ta thích ta bỏ tiền ta mua mà về ta có giấy tờ để ta nuôi nó. Thứ nhất là nó cũng được bảo hộ là nó có chích thuốc, nó không có bị láng, bị xạ, bị gì đó xạ lãi đồ trong bụng nó. Rồi cái nữa nó còn nhỏ thì người ta đem về nó thích ứng, nó thấy ai cũng như ai. Còn bây giờ thầy nuôi nó, thầy ráng thầy nuôi ngày này tháng nọ qua là nó lớn lên rồi đó, thì cái người nó biết cái người nào lạ thì nó còn buồn hơn nữa. Thì thôi tôi nghĩ vậy cũng phải, thôi thà buồn lần chứ thật sự ra thì với rồi mình giận mình đánh đó. Văn hóa của người qua nó nói cái câu đó hay lắm, mà cái đó người yêu mình học là thèm không tí gì chuyển không, chắc một lần đau thì dứt, chứ đừng có để đau lâu dài. Rồi bây giờ con CC thì đó, con có CC á thì bởi vì nó già quá rồi, mà hồi đó thì bà Linda này bà luôn có cái tích ngừa đồ đàng hoàng. Thôi bây giờ lỡ bây giờ thầy đó thì cho nó không ai nuôi nữa, nó già mà nên nó ốm nó. Thôi thì giờ đã mình thương thì ráng cho nó cũng còn 1-2 tháng nữa chứ không bao lâu. Thì thôi nói gì cũng phải, chứ không phải là mình ghét con này mình đi cho rồi thương con này. Bởi vì con này cái số phận của nó đã tới đây rồi, không ai nuôi nó nữa, nó già không ai sinh nó thì nuôi nó. Còn con này nè là mấy anh Mỹ trắng thái dữ lắm, bởi vì nó không có lực lượng, không chạy thiên chờ thể thao á, không phái có nó là đi dẫn đi theo rồi. Nhưng mà cái này nói thêm để thầy suy nghĩ thêm đi, chứ không phải là cản ông nha. Còn có 1,5 tháng nữa là hết tam tay rồi, sao không để cho nó hết đi rồi ăn không làm chuyện tiệm. Thôi thôi sao ông buồn, ông ở nhà nó đi rồi ông buồn. Rồi tối tôi khóc mấy lần, sáng tôi khóc đừng buồn. Con này mà có gì nữa, ông ở đây tối ông nói chuyện với vách tường không, ông buồn không được. Tối giờ tôi sáng nó đâu giãn nổi, nhưng mà phải chịu thôi. Kệ, tắm rửa rồi sạch sẽ rồi đó, soạn cái lòng rồi rửa cái lòng, cái lòng của nó xong hết rồi đó. Giờ thôi bữa nay ông cái này thứ hai được này. Rồi để tôi đổi ý. Hả? Nó đóng cửa. Đằng này đổi ý nữa. Tôi con không biết mà thầy có đời thứ hai con trở đi thôi, tay khỏi con đi, tay con đẩy lên con trở đi thôi, tay khỏi không có lòng nít gì, con lên con còn con đưa nó đi vô. Đổi ý nữa không được. Không, chứ không cho nó mà gửi lên con làm sao bây giờ? Ông để vậy thế nào nó để rồi một. Nhưng mà con không biết là thầy bị nhất. Cái này là cái duyên nó vậy, thầy phải chịu cái duyên. Không làm được, thầy hôm qua thầy nói con đưa đi liền, mà hôm nay thầy mới nói con thứ Bảy ngay vào ngày thứ Bảy chủ nhật đóng cửa. Nó cũng sợ mà. Cái rồi đổi ý nữa, tôi sợ đổi ý. Ồ, sợ vậy đấy hả? Nhất tâm. quay đầu hồi đầu thì không được. Tôi thì cái người tôi nó tình cảm nhiều lắm rồi, thí dụ mình đi qua lại cái quắc đô cái nó làm cho cái thái độ ra cái là mình đổi ý nữa không được. Đợi tôi với con người tôi ướt ác lắm. Đem đâu giờ, đem đâu giờ, đem mới đâu giờ, giờ mới đâu thì con chỉ có chỗ đem ấy chứ không phải dễ đâu. Mà nó đóng cửa thiệt luôn hả? Hay là ừ, thì lễ này lễ hôm nay nghỉ, ngày nghỉ của nó là công chức mà thấy. Ôi còn cái chỗ buôn bán nó có đâu, có chỗ đâu, có chỗ buôn bán à? Con chỗ mà bán đồ, tôi đi mua đồ cho nó đó. Không cái đó là tư nhân, nó mày mua không sao. Đây là cho chính phủ làm gì làm, rồi người nào muốn đến mua mua, phải bảo đảm cho nó được. Trời ơi, đây là đâu phải một ngày, ngày nay là ngày mai. Vâng, thì xanh chưa phải tôi đổi ý nữa là tôi chịu không nổi. Con giờ con làm sao rồi, không mời thầy cho ai thì giờ làm sao cho ai bây giờ? Không cho ai được thì thôi kệ nó đi. Kệ không được, suy nghĩ thiệt cái này, suy nghĩ thiệt. Bởi vì mình nó khổ rồi, nó khổ cho cái chung á. Chứ nếu mà cá nhân tôi không màng, nhưng mà tại ở Mỹ nó không có Việt Nam mà lỡ cắn là đưa 5-3 ngàn tiền thuốc để chữa lộn nhau là vừa. Còn lại thôi, đành chuyện nó còn lại thôi. Bây giờ con làm không được, nó không cách gì con làm được giờ, ngoại trừ đi cho người nào ta thích chó thôi. Mà đi chó mà không có giấy tờ, không có kích ngờ thì nó sợ run bắn lên. Vô nó phạt đó nghe thầy, ra ngoài cảnh sát nó gặp nó phạt đó. Nó coi mình không có, nó cái đeo bạc, cái đeo bạc mà nó không có là thầy kẹt á. Tên của thầy là chủ của nó để mà có gì tao kiếm thầy đó. Ở nói là nó phạt đó nghe thầy, không có thể dễ. Thôi nhớ, từ đây cho là không nuôi vậy là rồi, cái này xe thôi với ông cản thiệt là không nuôi con. Cản thì con nói cản vậy rồi mà thầy không chịu. Thầy đang nuôi đó mà thầy không thấy. Mình cãi là phạt, cãi là phạt cái khổ. Thì con nói thầy rồi, hồi trưa con bảo cái chi của thằng tên Texas á. Con nói thầy rồi đừng có lấy thầy ơi mà thầy không chịu. Thầy bảo buồn lắm, có con này cũng buồn lắm, nó chết rồi sao? Thầy còn nói con dạy nè, con ngậm. Đó thầy có nhớ thầy nói con không? Thầy bảo nó con này nó sắp chết rồi. Cái là phạt cái khổ phải không? Thầy nó có cho nuôi tự nhiên về nhà mới. Để mang cái chip nó con sợ quá rồi, con bị nuôi là con sợ lắm thôi. Nhưng mà thôi. Mấy nó lá nó phân tích tỉ mỉ tôi nghe tôi mới ok, tại vì lý do nó là thầy à, nó có phước nó sanh được ở Mỹ. Người ta không ăn thịt nó đâu rồi kia, rồi biết đâu nó về cái chỗ ta nuôi nó, ta cho nó ăn đầy đủ, thầy ăn chay, nhiều khi con chó này là chó ăn thịt. Thì nghe những cái vậy, còn bây giờ mà thầy chó nó ăn thịt đó thì nó quậy, nó năng động, nó quậy thì không cản được. Thầy cho nó ăn thịt đó nó còn sung dữ nữa. Ở đây nó được cái nó có sở thú y, thầy không? Nó nuôi đắng đàng hoàng, ngoại trừ bệnh quá nó chữa không được, nó đập tim nó chết. Bên này là như vậy. Mà bên chết nó không siêu đàng hoàng chứ nó không có để tấm bậy tấm bạc. Con nói thầy nghe, bên này nó săn sóc đàng hoàng rồi nó để đó, rồi nếu mà người nào trích vô và mua đó, chứ mua chó đó thì vô mua thì nó làm giấy tờ. Còn nếu cái con này nè, con CC nè, bây giờ thí dụ mấy ông suy nghĩ cái nó cũng sắp rồi thì nó ốm lắm rồi. Hôm qua tôi phải chiên hột gà nó ăn cho nó ăn những cái đồ bổ cho nó ăn cho nó khỏe lại. Hãy đi mua cái cá hộp đó nó ăn. Nó vì chứ nó không ăn giống con người mà giống như người già mà không ăn cơm nó chịu nổi đó, mà không lẽ là làm hoài nó tanh chịu không nổi. Con nghĩ là thầy nên cho luôn. Bây giờ cho luôn là bây giờ nó chích cho thàn, nó chích cho chết liền mà nó nhẹ hơn hả? Vâng, nhà tội hơn. Già quá. Nó già thì ai cũng vậy, cái gì cũng vậy. Thầy chưa hủy diệt rồi sao thích được cái lần đầu tiên tôi cho đó, nó thấy không xong rồi nó chết, nó chết xong nó thiêu đàng hoàng rồi, nó cũng đi nó đàng hoàng vậy thôi chứ trừ thầy với con thầy biết chết sau rồi nó không cần rồi. Dạ thì nó ốm yếu dữ lắm. Còn đó thì tại sao con đi cho một lần thì thầy cho luôn đi. Thầy để đây rồi mai mốt rồi nó có gì rồi ông đem đâu ông cũng đem. Con mang đi đâu ra chôn ngoài này à? Trời mới ghê quá. Nó chốt thì cũng sao cũng có mình. Đó, bị bà nó hồi đó chôn bà mình đâu, nó chôn 2 con nó sao đó, rồi đó. Có tà đất lên trơn đấy nó cũng vậy thôi. Cũng vậy thôi, nó cũng chó nó không có sợ. Nhưng mà thôi, nhân điện biết đâu có vô đó thì nó nuôi nó cũng được, nó làm được. Nó chuyên môn. Còn nó già là nó cũng... Đó, thì con chịu thôi, con nghĩ là thầy như vậy là được. Đâu hết trơn, hết trọi làm. Đúng rồi. Lặp lại cái câu này đó. Thèm thôn cái gì chuyển thôn chắc cho yên đi thầy, khỏi cái gì tịnh tâm tịnh trí, không phải nhắc nhố gì nữa, đi đâu cũng được, làm gì cũng được, hay là tịnh tịnh trong này cũng được, không phải kêu gốc nó bằng mặt rồi. Là bây giờ tự nhiên cái lương tâm mình nó không tôi xin phép nói hết rồi, Rồi bây giờ tự nhiên gì con này mà cho con kia để lấy, thấy khi nào không, vô không mình tạo cho hai con nó quán thù nhau không? Không phải thầy giúp đó chứ không phải quán thù đâu. Thầy đưa đi để gì người ta cho nó ăn đầy đủ hơn chút xíu. Lý do là ông nấu đồ mặn cho ăn không được. Mình vô đó nó cho ăn đầy đủ. Nó cho ăn đầy đủ chứ. Cái ấy là nó chuyên môn thầy ơi, không phải nó ăn nhưng mà cái đồ chó nó ra đồ ăn chó. Nó biết cách để nó biết nuôi. Còn mình không bằng nó đâu thầy, có nói thật thầy có cách gì đó là một cái. Thứ hai nữa là đó thì hồi nãy thầy nói rồi đó, tao một lần cho dứt thì dứt luôn mai con đi để mà mốt ông thêm con nữa nó lôi thôi nữa. Tại con cổ đó mình dứt đứa mà có nói thầy đêm nó cọc cào thầy như vậy thầy sao thầy ngủ đây là để đương tịnh mà nó ra nó cọc cào đi đá gì vậy? Sao thầy là tịnh? Tại sao vậy? Đâu trình không đáng gì cả thầy ơi. Mà thôi. Thì đó, hồi nãy tôi cười, nói với ông ba cười là tôi hồi sáng tôi khóc quá rồi, nhưng mà tôi nghĩ nè, ôi cha mẹ mà mình con người mình còn bỏ đi được. Vâng, mà giờ con bật này còn giữ. Cái nó nghĩ lại chút về cái tôi đỡ chút nãy giờ á. Tứ đại giai không rồi. Thôi, bao nhiêu này cũng bỏ hết. Ông phải đồng cảm con chó nó cũng như con người vậy đó. Mà bây giờ mình tạo điều kiện để cho nó có đầy đủ người chăm sóc hơn mình. Thương á, như nãy là nói thương á, thương đó là nói cái kiếp súc sanh. Người ta giết ăn thịt đó thì cái đó không nên. Cái đó không nên à. Cái đó là tội thật. Còn cái này thì nuôi nó để tội người giết, cái tội người cho đó. Người cho đó. Để mang đó, để nuôi cho lớn nó cố để đưa cho người ta ăn thịt. Tại như thế nó treo nó móc con chó rồi đi nó ơi, rồi mà trong hoài nó trời nó thiêu. Ở Hà Nội, ở Hà Nội cái phố mà chuyên ăn thịt chó là cả làng luôn á. Trong Nam thì có cái xứ ở trên Phố Nai đó, thịt cày không. Sài Gòn thì có cái chỗ chợ Thanh Đa, ở đâu cũng có thịt cày mà Thanh Đa cũng tập trung nhiều lắm. Còn Trung Quốc á, cả một cái khu vực của tỉnh gì đó ăn thịt chó đang ác độc, cho nên giờ nó vậy đó. Thôi nó mình ác quá trời ác. Một năm Việt Nam mình tiêu thụ 5 triệu con chó. Mấy ngày này là bắt đầu rồi nè. Đó, Noel nè. Còn nói về cái vậy. Đến nói là Việt Nam không còn nữa, giờ phải đi qua Lào, Campuchia để bán Thái Lan để mình. Cỡ nào nó cũng bắt hết đó, nhỏ lớn gì cũng bắt ráo nào. Không uống nước nóng đi, sao uống nước nguội hoài vậy? Thôi vậy đi ha. Vậy thì bây giờ thứ hai thì con lên con đưa thầy đi với nó đi, hai con chó đi hết. Thầy dưới con nhỏ. Thứ hai rồi có khách. Chiều chủ nhật có khách rồi, đâu đi đâu. Ông đi luôn dùm đi, ông với ba đi dùm đi. Cũng được, con đi con đi được. Ăn cơm chơi với khách. Giờ ông lên thì hai ông đi ba lên chơi luôn thứ hai. Đúng rồi. Anh lên thứ hai rồi không? Lên là tôi mang đi tôi thầy cho nội đi. Vậy nó vô cho tôi ăn. Rồi vậy này nói xin lỗi nha, cái này nói thiệt. Tôi né đi, tôi không có dò thấy ông làm sao làm thì cho tôi đi. Tôi chịu không nổi không? Thứ hai thì đó, thì nó không phải ác nhưng mà bởi vì có cuộc sống mới mà không đủ ác. Không, thầy không muốn nhìn cái cảnh đó ấy nhiều. Thầy không muốn nhìn cái cảnh đó. Ông không nhìn mình, ông đi cho nó đi nhìn chỗ khác ấy. Không sợ, ông đưa đi nó đi đường chết ấy. Thầy chưa biết đâu, thầy có khi thầy quyết định giết nó chết. Thầy chưa biết con cái cảnh giác cho con này. Con quyết định giết con chó chết nó bệnh, nó nằm nó liệt hai chân này. Tại giờ con cho ăn thịt gà chiên không mà nó bị như vậy đó. Về sau con phải quyết định mang cho thú y, con bảo thôi mày bắn đâu nó chết đi. Mà thiệt chết rồi chết. Thương không giữ được cái kiếp súc sanh. Mình cũng đã thấy như vậy mới khuyên người, khi con người mình ráng làm sao đừng có cho nó gọi là mất cái kiếp người nè. Mất kiếp người thì muôn đời, Đức Phật nói một khi mất thân người muôn đời khó được lại đó. Thì giờ thấy vậy mới thấy nè, mình sang tắm nó mà nó không biết là mình quyết định mình cho nó. Đầu tiên á thì thấy sao vào hàng ngày nó ngủ thì nó làm rần ràng, bữa nay sao nó đằng này hơi buồn mà nó chưa cho nó ăn cái nó. Chứ hằng sáng nào vậy đó là cũng là một ổ mì nha, một ổ mì, một cái trứng hoặc hai trứng gà đàng hoàng là cũng vừa đâu. Rồi cái sao vậy, cái đi ra mở cửa hỏi xe đỏ ê xà đâu rồi, sau nay buồn thì mình nấu bụng cái chắc hồi tối cho mình bàn. Không lẽ có khi nào nó có cái linh cảm nó nghe không? Mình luôn tới mình nghĩ vậy đó. Cái rồi cái tới thì nó thôi thầy tắm con lần cuối nha. Tắm lưng làm có khoa học nhưng mà không chứng minh được. Tắm bắt đầu tắm rồi cái nó bắt đầu nó cũng quậy lại, nó cũng biết gì giống cái nó đúng rồi, cái kiếp súc sanh thiệt mà. Có điều đây là người ta bảo đây, ok, trâm anh biết là trong lục đạo anh từ đâu tới. Có vậy có cái phần đó thì do cái đó đừng cái đó ông Phật nói, tôi nói nè, ông ăn ở làm sao mà bây giờ ông vậy tự ông biết, khỏi ai biết hết trơn. Thì đúng rồi, hành tà hư Phật tự gia tri mà. Ông ăn ở làm sao đó mà bây giờ ông vậy thì cũng tự biết thôi chứ đòi thiên hạ biết làm gì. Không cần ai vậy hết. Ví dụ anh nhìn tôi anh biết tôi kiếp trước của tôi cái gì. Ở đó tôi không biết là cái vụ đó tôi không biết. Biết ra, biết ra. Ví dụ người ta làm này nè, những người mà lúc nào tham lam ăn cắp này ăn cắp gì của người khác đó, thì người ta bảo anh trước là ngạ quỷ linh. Trước anh ngạ không được đó là đón mò thôi nè, đó cũng đón mò thôi. Đó là có khi á, nó không cho tới đâu tham, trước này nó mới tham sao? Không có đâu. Là đón mò. Thí dụ như bây giờ nó xin lỗi đi, người ta giật nợ không? Cái đó kiếp trước mình giật người ta đó, cho nên kiếp này ta giật cái đó là đón mò thôi. Chứ sao không nói kiếp này mày mới giật nợ tao, chứ sao tao sẽ giật lại mày? Nên nó đón rồi. Còn chỉ trừ ra con người khi nào mà tu mà chứng được tam minh lục thông á, như Đức Phật á. Sao mà được cái Phật đó thầy? Nhưng mà trên tranh người ta không biết nhân tướng học. Bây giờ đó là đó là nhân tướng học. Ra nhiều người ta biết. Thế nên là đó chứ nó không chắc 100%. Thế giờ bây giờ tôi giảng nè, tôi nói quý vị nhìn cái tướng của thầy Thiện Tài này là biết thầy Thiện Tài này là từ sân si mà có, là bởi vì con người tôi đen. Nó nói chuyện đen mà nói là cái trận mắt thì đây là tôi cái nghiệp báo, tôi cái dư báo, tôi kiếp trước nó nóng nảy sân si, kiếp này nó mới đó, dư báo vậy. Nhưng mà nói vậy sao mà không mình là không giờ mình còn những thằng quỷ nó đen không, đen không rồi lùi nữa sao, thấy không? Cho nên mình nói đó là đúng rồi. Rồi mình nói vậy nên rồi mục sư Luther King đen từ lùi mà người ta cứu tôi mới nói, tôi nói ủa mà đó tôi trừ mấy quỷ đen mà nó biết tôi cái gì đâu biết đâu quá nói chạy nước vào. Tôi đen vậy là do cái trước tôi sân si rồi, có nhiều người nó đen mà đen như cục than thì nó là cái gì? Chỉ có một cái câu nói thôi, ổng làm nổi tiếng cả thế giới luôn. Bây giờ dân Mỹ ai người ta cũng tôn sùng. Tôi mong muốn cho dân chúng tôi nó cũng được đi học, được này kia nọ. Trời ơi, có một cái câu nói nên từ nên mình nghĩ lại á, mình nói nó gọi là ước lượng với một cái màu da chúng ta thôi. Ví dụ như tại sao tôi là người Việt Nam thì mình biết là người Việt Nam máu đỏ da vàng, nhưng mà điều cái qua bên Mỹ này lâu ngày như ông Dan ông Ba cũng trắng, sao tôi không thấy trắng? Thì một lần tôi nói tại vì kiếp trước tôi đã sân si nhiều quá, nóng giận nhiều quá cho nên nó che mờ, kiếp này nó gọi là dư báo. Nhưng mà rồi đó là nói là tại mình nói theo cái ước lượng của người Việt Nam mình, người Á Đông mình thôi. Chứ rồi vậy là mấy bị đen và xấu hết hay sao? Nó không khéo nói đụng cho nên không được rồi. Cho nên nói Pháp cũng cân nhắc dữ lắm chứ này đâu. Giờ tới giờ luôn khéo nó quýnh nó chạy nước nào. Rồi mấy Mỹ trắng đâu phải Mỹ trắng nào cũng tốt đâu, nó còn mấy Mỹ trắng nó còn láo cá hơn Mỹ đen nữa kìa. Nó có bài bản hơn, nó có trình tự hơn. Nó còn giết người, thấy không? Giờ mấy vụ giết người, giờ mấy Mỹ trắng nó giết người không rút tay nữa kìa, chứ đừng có tưởng. Mỹ đen không dám làm. Rồi, xin thầy nghe.